luôn, làm nó không sờ vào được rồi. Có mà bắt vừa thôi tuốt, bắt vừa ra tuốt từ ở trong rồi nè, tuốt ra đó, ở Vừa trong tuốt giờ hơi khép khép chút xíu hả? đúng rồi, vừa tép luôn, hơi đóng miệng kéo chút, tại vì làm gì mình tuốt về hoài nó sẽ bị mòn một chỗ, còn cái mình kéo cứ hơi khép nhẹ chứ, còn chuốt về thì mới khép từ lại luôn. Em chuốt vậy không ạ? À, để cho nó khỏi mòn một chỗ ha. Ok đấy, không biết rồi.